Let's continue with part 5. Và nhạc phẩm tiếp theo được mang tên Câu chuyện đầu năm do ca sĩ Thuần Chay Âu Lạc, Hồ Quỳnh Hương. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Xuân gieo
khắp chốn. Xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến, đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Quỳnh Hương đã mang đến một tiết mục thật là đặc sắc. Tiếp theo là do Mông Cổ đem lại của ca hát biểu diễn Hát Hồ Lên, biểu đạt cao thượng của người dân, đem trí tuệ của họ phụ chú hành động, xây dựng một thành phố trân quý và đối với hòa bình thế giới khao khát. Hoan nghênh diễn xuất của họ. Xin Har harım, har harım,
感谢蒙古表演者精彩的演唱，今天的庆祝活动即将告一段落，请掌声欢迎所有参与表演的观音家族圣人上台。我们将以一首恭喜恭喜大合唱献给最敬爱的师父、宇宙天神以及在座所有圣人及全世界的观众，祝大家纯素新年快乐！ 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望，春宿和平世界。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！我送三大重要，保护福报希望，天灾论灾安来，化病来来来。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你！ 感恩师父的爱心，让我们今日一同欢聚在这里，庆祝灵性大要生的黄金鼠年。师父曾经恭喜那些英勇且明智的人，得到真正的自由；那些爱护并尊重地球上所有生灵，回归自身慈悲博爱本性，真正想认识宇宙及内心真爱的人，他们的灵性旅程将会继续前进。 Since Master exiled and locked up Maya and all their negative energy systems, humans' thoughts, consciousness, and behaviors have obviously improved. As Master said, the earth has entered a new era of spirituality. May we always remember our inner master, and the great power that protects us and elevates our soul. Then we will be able to surely walk towards the new spiritual land in heaven. We pray that the earth will catch up with the universal trend of elevation as soon as possible and truly become
and Eden on earth, blessed with veganism and peace. Chúng con vô vàn biết ơn sư phụ vì đã luôn tù bi tiết lộ cho chúng con những tin tức tâm linh tuyệt vời và cảm động. Thưa sư phụ, tình thương của Ngài từ cổ chí kim luôn vĩnh hằng và bất diệt, cống hiến và hy sinh vô bờ bến vì muôn vạn chúng sinh. Đệ tử chúng con nguyện mong các vị thiên đế tối cao, các thiên đàng và chúng sanh vũ trụ luôn gia hộ và bảo vệ cho sư phụ kính yêu của chúng con Phật thể được an khang, mãi luôn bình an và hỷ lạc. Nguyện mong bên cạnh Ngài luôn là những tấm lòng thành kiên định, tinh tấn và cao quý nhất. Đệ tử chúng con nguyện tu hành thăng hoa tiến bộ, học hỏi đức tính khiêm nhường và phục vụ tha nhân. Xin cảm ơn.感谢天神天堂的加持，我们也要感谢今天的工作人员，有他们爱的付出及一些美好的呈现，才有我们今天团圆的局面，请给他们热烈掌声。 感谢的是各位圣人的参与，当然最要感谢的是我们最敬爱的师父， 他的爱永远与我们同在。最后祝福大家2020纯素金属年快乐，修行精进，法喜充满。 活动到此结束，谢谢各位，谢谢大家，谢谢所有表演者，谢谢。谢谢大家，谢谢所有表演者，谢谢。真感恩，感恩各位大众和您们的掌声。Thank you。好，最敬爱的圣人们，谢谢你们今天的参与，祝大家新年快乐，谢谢。 Dazzling viewers, we appreciate your company today for 2020 Lunar New Year celebration with our association members, Part 5.